bộ ảnh cưới với chăn bông khi Hà Nội rét 7 độ C gây sốt mạng. Bộ ảnh cưới của đôi bạn trẻ Hà Nội được chụp trong ngày nhiệt độ thủ đô xuống 7 độ C khiến cư dân mạng thích thú nhờ đạo cụ đặc biệt, chiếc chăn bông trắng muốt. Cô nàng KOL Lê Phương Anh, 26 tuổi, Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của dân mạng khi tung bộ ảnh cưới ấm áp cùng chiếc chăn bông trắng muốt đúng đợt Hà Nội lạnh kỷ lục, chỉ 7 độ C. Hai vợ chồng mình đều yêu thích chụp ảnh, muốn có một bộ ảnh cưới thật đặc biệt và tự nhiên như khoảnh khắc thường ngày nhân dịp Hà Nội lạnh 7 độ C kỷ lục. Cả hai muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp và dịp đặc biệt này nên đã chọn chiếc chăn bông trắng to để làm đạo cụ. Phương Anh chia sẻ về bộ ảnh gây sốt. Chính vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đời thường nhất nên ngoài bộ ảnh cưới trang trọng theo phong cách kinh điển, họ còn chụp thêm bộ ảnh thật gần gũi, tự nhiên mà vẫn đặc biệt này. Khi Phương Anh chia sẻ điều này với studio, ekip chụp liền hưởng ứng. Ngày trước hôm chụp, trời mưa to nên cả nhóm rất lo lắng, nhưng thật may là hôm sau trời lại tạnh ráo. Bộ ảnh được thực hiện dưới chân một tòa chung cư ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Trong quá trình chụp, tòa nhà cũng khá vắng nên ekip không làm ảnh hưởng tới dân cư, mọi việc diễn ra suôn sẻ, chỉ 30 phút là hoàn thành. Phương Anh nói, hai vợ chồng mình còn đùa nhau là chọn đúng ngày lạnh nhất trong năm để chụp ảnh, sau còn có kỷ niệm kể cho con cháu. Cô chia sẻ thêm, thú thật đây là lần đầu tiên vợ chồng mình chụp ảnh đôi, nên điều ấn tượng nhất có lẽ là chuyện chồng mình hóa ra tạo dáng ổn phết và cũng rất chuyên nghiệp, điều mà trước nay mình không hề biết. Bộ ảnh vừa đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Phần lớn người xem dành lời khen cho bộ ảnh cưới đáng yêu lại rất bắt chen cái lạnh của Hà Nội. Bộ ảnh đáng yêu quá, cái chăn rất hợp với thời tiết Hà Nội ngay lúc này nha. Điểm nhấn của bộ ảnh là chiếc chăn trắng muốt. Mà cả hai vợ chồng cũng đều là xinh gái, đẹp trai nha. Nhìn ban đầu mình lại tưởng quảng cáo bán ruột chăn cơ. Bộ ảnh ngập tràn hạnh phúc rồi, đáng yêu cả đôi nha.